Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các vị khán giả. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Văn Mạnh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang kinh doanh ạ. Kinh doanh? Dạ. Mạnh kinh doanh bên lĩnh vực nào? Bên tạp hóa ạ. Hàng hóa, dạ. Hàng hóa đúng không? Dạ. Còn em? Em tên Nguyễn Thị Tố Như, 26 tuổi, đang làm kỹ sư. Dạ. Như thì là kỹ sư, dạ. Mạnh là kinh doanh. Dạ, em kinh doanh tại nhà. Vậy thì hai bạn gặp nhau thế nào ta? Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp là đi mùa hè xanh, cùng đội với nhau. Trong đời của em có một bạn có tình cảm với bạn này, nhưng bạn đó không dám nói, nhưng bạn đó nói với em. Thì lúc đó em không nói cho bạn kia biết là em cũng thích cô này. Lúc đó em nghĩ trong đầu là nếu bạn kia mà nói trước mình á thì em cũng xin rút lui, chứ em cũng không tin tới làm gì nữa. Nhưng bạn kia không nói, em mới vừa coi em mới nghĩ trong đầu mẹ mày không nói tao nói. Đúng rồi. Bây giờ em nói gì? Em nhắn tin mình thấy thích bạn. Em mới nói là thôi bây giờ ở chiến dịch hệ xanh á thì mình không có nói tới chuyện này, để sau này về thành phố đi rồi có gì tính sau. Bao lâu thì chính thức là yêu nhau? Một tháng sau chiến dịch ạ. Một tháng. Vậy là yêu nhau bao lâu? Dạ 6 năm ạ. Trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á, chồng em có say nắng một bạn nào khác không? Dạ có ạ. Trong hội đồng hương của anh á thì có đá banh thì cũng có đội nam đội nữ. Đó thì gặp bạn này nói chuyện cũng hợp tính, rồi cũng có say nắng không anh? Cũng có. Em thì đi đá banh thì em gửi đồ cho cô cầm. Thì cứ cầm riết rồi cũng quen, nói chuyện hoài, nói chuyện tới sáng không cho hết chuyện rồi. Thì có hôm đó thì vô tình lúc đó em đang nói chuyện với cô ấy thì vợ em cũng đăng nhập cái nick Facebook của em luôn. Rồi sao? Ngồi nghe em với cô ấy nói chuyện, vợ em ngồi đọc. Vui ha, để lúc đó vợ em sao? Cũng nổi điên, nhưng mà không có chen vô, để hai người nói, mình đọc. Xong cuộc nói chuyện đó thì em điện thoại em hỏi ảnh là ngày mai anh có bận gì không? Thì anh nói ngày mai anh hẹn một cái người bạn là bạn thân của anh là con trai á, đi uống cà phê. Thì em thấy đó là không được rồi, nhưng mà vẫn cứ để cho đi. Qua ngày hôm sau em mới gặp, em mới hỏi bây giờ anh có cái gì nói dối em không? Thì anh nói đi. Không nói. Cái em mới nói là em đọc tin nhắn của anh rồi, em biết rồi. Nếu bây giờ anh không nói thật với em thì em gọi cho người ta em hỏi luôn. Thì anh cũng cho em số điện thoại, em gọi em hỏi. Thì cô này cũng khai thật, cũng nói là có gặp nhau. Chồng hết rồi mà. Em kể cái này chính xác hơn, tại vì cái cô ấy á nói là anh có bỏ chị theo em được không, chị đó tính cộc cằn bỏ thủ quá khó chịu lắm. Em mới nói là thôi không được đâu, anh trót dại rồi, bây giờ em nói giùm anh đi thì anh không bỏ được chị ấy đâu. Anh trót dại với em rồi, coi như là anh xin lỗi em, anh cũng có lỗi với em. Thì em cũng năn nỉ cô ấy, nói thẳng ra là em năn nỉ cô ấy luôn, là làm sao mà nói tốt cho em, là hôm sau là hẹn ba người gặp nhau á, ba mặt một lời nói chuyện với nhau á. Là năn nỉ là gặp vợ em này, nó tốt là anh ấy không có gì đâu, anh ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Mà đúng là em nói chuyện bình thường chứ chưa có cái tình cảm gì hết. Nhưng mà cô ấy cũng có ý với em, cô ấy cũng nói hỏi thẳng em luôn là bây giờ anh có bỏ chị ấy theo em được không? Thì em cũng trả lời thẳng với cô ấy là không. Không. Rồi thì tốt rồi, thế tốt rồi. Thì bao lâu thì các em mới cưới nhau? À, dạ, cái đợt ghen nhau đó là 3 năm rồi, 3 năm sau thì là cưới. Vượt qua quá nhiều thử thách để mà sau khi cưới, anh ấy còn tìm một người bạn nào để mà gọi say nắng nữa hay không? Cái này thì tụi em mới cưới nhau được 7 tháng, thì hiện tại em chưa phát hiện ra. Còn sau này thì em chưa biết. Chúng ta lấy nhau về rồi em cứ thoa thuốc chống nắng nhau nhiều đi. Không say. Cái này em công khai với vợ em luôn mà. Anh ở nhà anh buôn bán vậy đó, có nhiều cô qua lắm, em cũng không làm gì hết, anh chỉ nói chuyện thôi. Em mà thấy cô nào thích anh ấy, thì đó là do cô thích anh thôi chứ không phải tại anh. Nhưng mà do anh có đáp lại không? Đó, em rồi. Anh buôn bán nhưng mà anh buôn bán thì phải đáp lại thôi. Rồi, thôi thôi, cứ làm sao đâu. Anh hỏi nè, vợ em có kiểm soát điện thoại của em không? Cực kỳ kiểm soát luôn. Cực kỳ kiểm soát luôn. Em không muốn và cũng không thích, em nói thẳng với vợ em là anh không thích em đụng bất kỳ cái đồ cá nhân của anh nếu chưa được sự đồng ý của anh. Đó. Vợ em chuyên là lục điện thoại. Mỗi lần em nhắn tin với gái là em xóa hết à, không thấy đâu. Rồi, còn gì nữa? Bóp em cũng vậy, hôm nay có bao nhiêu tiền? Cũng lục, em giấu kỹ lắm, nhiều lúc em giả vờ em bỏ vào túi quần á, có 5 ngàn, 10 ngàn à. Cũng lấy nữa. Lấy hết luôn. Trời ơi, xuống. Bây giờ không lấy ướt sao? Xuống khoe là hôm nay em bắt được tiền. Tưởng bắt được của ai, lấy của chồng 5 ngàn bạc mà bắt được tiền. Ủa nhưng mà mỗi ngày phát cho nhiêu tiền? Em thì em ở nhà em muốn bán mà, là tiền em cầm hết, nhưng mà tối về em phải ghi sổ. Em ghi sổ xong là bao nhiêu là em phải nộp hết. Nhưng hôm nay em đói bụng quá em
ở uống ly cà phê. Sao hôm nay ăn nhiều thế? Tiêu chuẩn có ly cà phê hôm nay nhiều thế. Tối cứ lên cứ lại nhà trong tay em biết cả tay em ước gì có cái remote em bấm mất mù tè cái im luôn. Ngày nào cũng vậy mà hôm em xài có 10.000 20.000 cũng hôm nay xài hơi phí rồi đấy. Trời ơi. Mà em cứ hễ em không thích nghe là em nằm em ngủ. Mà em không được ngủ đâu. Em nằm lúc 11 giờ và đến chắc phải 2 giờ sáng mới được ngủ. Cứ lè nhè bên tai như cái kiểu mà đài mà bị sóng mà bị chập chờn á, nhiễu sóng á. Hoài luôn á. Mà vợ em có nóng tính không? Em nóng tính lắm mày. Nhiều lúc không kiểm soát được bản thân em. Đang cầm cái gì đó mà em nói mà vật ý đấy, mày có thể ném cái đó xuống đất hoặc dục tùm lum hết luôn. Đang rửa chén mà cầm cái chén lên em cũng sợ sợ em lao là em đỡ luôn mà. Bé có bao giờ bị bé chưa đánh không? Đánh đòn thì chưa đánh nhưng mà nhéo về cắn thì nhiều lắm. Tay em là biết bao nhiêu vết bầm rồi. Mà em có bao giờ đánh à? Không, em không bao giờ quấn vợ. Em chỉ nói thôi mà em nói không được. Em gọi điện mẹ vợ em mét à. Trời em sao mà nhìn em vậy mà anh không nghĩ là em vậy. Em giữ chứ mà ảnh là còn người khác thì lắm. Dễ thương hết mà em đâu thấy dễ thương với em đâu. Em sợ luôn mà. Hay là nước tràn bờ đê đó. Dạ anh đăng ký nước tràn rồi em đăng ký anh đăng ký, em đăng ký hết anh tố cáo em tất cả các cái tính tình của em đăng ký hết. Bọn em không đụng cái gì trong cái bản đăng ký hết. Dạ em còn nói muốn nói gì em cứ nói đi. Em nói nhiều lắm hôm nay là em nói sẻ nha. Còn gì em nói nữa đi em. Nói rồi. Nói đi. Sớm muộn gì tối nay em bị đánh à? Em không biết là bị đánh. Nhưng mà em cũng sợ em đánh hoài em cũng lì rồi da em giờ nó cứng da cao rồi em đổ sợ đây đây. Nhiều lúc cào đây nè mấy người kêu bị té hả? Sao mấy người kia biết chắc vợ cào nè, đấu mèo cao á. Mà nhiều lúc đánh em đánh vô chỗ hiểm. Đánh ghê lắm. Mỗi lần đánh em là em phải lấy tay che hạ bụng trước. Rồi làm gì làm. Thời nghiệp em quá 12 bánh nước. Rồi bây giờ hết chưa? Đã chưa? Thì ảnh thì mê đá banh. Có nhiều lúc mà ở nhà buôn bán mà hôm đó em mệt em mới không có coi quán cho ảnh được. Em nói ảnh muốn đi đá banh thì ảnh đóng cửa đi, sẵn sàng đóng cửa đi luôn. Rồi còn gì nữa không? Chắc hết không? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Việc nhà thì phụ vợ chủ động làm, không phải nhắc để mất công rồi la nói cọc với ảnh là ảnh không làm. À, rồi bây giờ tới em. Ao ước và ước ao thôi, em ước ao và em bớt nóng tính đi một chút. Nhiều lúc vợ cầm con dao mà chồng cũng sợ, chồng cũng phải né. Thì sợ hẻo. Không sợ ném dao luôn á. Em sợ. Mình nhiều lúc liều không nghĩ tới bản thân gì hết. Bực nóng lên là làm tùm lum hết. Đôi khi tự cắn tay mình cắn cho đau để em thương. Nó chơi hành hạ bản thân không à. Mệt lắm. Em, ví dụ như là cái tình trạng mà không cải thiện với hai vợ chồng vậy á, tụi em nhắm tụi em chịu đựng nhau được bao lâu nữa? Em thì em có thể chịu đựng được. Còn cô ấy thì sao thì em cũng không biết được. Chắc giờ không cải thiện được thì chắc cũng chịu thôi chị. Có nghĩa là vẫn chấp nhận những cái điều đó ở nhau. Coi như là chồng vẫn giữ cái cá tính của chồng, ngược lại vợ vẫn giữ cá tính của vợ thì em vẫn chấp nhận là chịu đựng nhau đúng không? Thì gia đình hơi ồn ào một tí. Nói chung là hơi ồn ào một chút thôi nhưng mà em... Của em có thể chấp nhận được đúng không? Dạ chấp nhận được. Như vậy có nghĩa là tụi em rất là yêu nhau. Còn những cái điều vừa rồi mà vợ em biểu là nước tràn bờ đê chỉ là những cái mà tiểu tiết. Nhân cơ hội này nói ra cho vợ nghe để vợ hiểu là chồng không thích cái này, chồng không thích cái nọ, ông thích cái kia. Với một hy vọng mong manh là nếu sửa được thì tốt. Thì thôi đó bây giờ nè, tụi em yêu nhau cũng lâu rồi. Và tụi em đã chấp nhận là đồng hành với nhau cho đến suốt cuộc đời. Bây giờ nếu mà mình đã yêu nhau như vậy thì những cái gì mình có thể làm cho nhau bớt những cái bức bối, bực bội rồi những mệt mỏi đi thì mình cố gắng. Tại vì khi mình còn có nhau thì mình phải biết trân quý những... Tại vì thực ra thì cái cuộc sống của mình, nhất là đối với thời điểm hiện đại bây giờ, là cái áp lực cuộc sống quá nhiều. Nó đè nặng lên cả công việc của vợ lẫn chồng. Thành ra là khi mà mình có thể làm cho nhau được hạnh phúc á, làm cho nhau được vui thì mình cứ cố gắng tranh thủ. Nhất là khi mà đang còn son rỗi, chưa có em bé thì nên dành cho nhau nhiều chút đó, theo chị là như vậy. Rồi nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nha, và mọi điều tốt lành sẽ đến với hai vợ chồng. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần thưởng như sau. Trước tiên đó chính là một bộ chăn ra cao cấp Victorian thương hiệu của Lotus nhập khẩu từ Thái Lan, trị giá 5.798.000. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Diên Nang Defect, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là
một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Free Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa đòi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng vô và nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn có bao nhiêu người bạn thân là con trai? Rồi, quay qua. Mời cặp vợ chồng của bạn. Vợ bạn có bao nhiêu người bạn thân là con trai? Quay qua. Một. Còn em, bao nhiêu? Một. Một. Rồi, xin mời hai cô dâu hướng về nhau quánh tù xì nha. Nào, xin mời. Một, hai, ba. Thắng liền, thấy không? Cả nhỏ con, cả nhỏ nè. Chọn màu đi. Dạ, em chọn màu đỏ. Còn hai em màu gì? Chọn màu gì chọn? Em chọn màu xanh. Màu xanh đúng không? Ok. Mời hai em. Hứng và chị Vân sẽ mở trước, các bạn khoan mở. Một, hai, ba. Trời ơi. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị, đếm nào. Một, hai, ba. Ôi trời ơi. Kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả chúng ta có hai cơ hội nhận được hai phần thưởng. Trước tiên đó chính là một bộ trang ra cao cấp trị giá 5.798.000 Victorian thương hiệu của Lotus. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân Free Thanh Vân trị giá 2 triệu đồng. Và chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chương trình đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Câu thứ nhất, vợ chồng cặp đôi thứ nhất quen nhau ở đâu? A. Tại trường trung học, B. Tại trường cao đẳng, và C. Tại trường đại học. Câu 2, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản phải không nào? Chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin tạm khép lại. Chương trình cũng xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng bột giặt diệt A3 sạch tinh tươm. Bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong năm mới vào đêm chủ nhật đầu tiên lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.